Dạ, Ngôn xin gửi lời chào quý vị khán giả. Dạ, thưa quý vị khán giả, trong ngày hôm nay thì Ngôn có đi thăm trại ruộng của Đức Thầy ở An Giang, thì có tình cờ biết đến một cái ngôi chùa. Tuy nhiên ngôi chùa này không có một bóng của vị sư hoặc là một vị sư cô nào hết. Dạ, thì khi đến với ngôi chùa, Ngôn được những người dân xung quanh vùng cho Ngôn biết là tại ngôi chùa này thường xuyên xuất hiện rất là nhiều những cái vong linh, chẳng những là đi loanh quanh ngoài chùa mà còn có xuất hiện ngay ở trong chính ngôi chùa luôn. Dạ, thì có rất là nhiều quý vị Phật tử khi đến thăm ngôi chùa vào lúc nửa đêm muốn ngủ nhờ lại thì lại bị những cái vong linh này hiện ra và đuổi không cho ngủ lại. Dạ, thì ngôi chùa này khá là tâm linh và huyền bí, cho nên ngày hôm nay Ngôn xin mời quý vị khán giả mình cùng tìm hiểu về ngôi chùa nha. Thầy xung quanh này nè, quanh chùa nè, chứ không có đâu xa, ở trước mặt mình nè cũng có nữa, tại vì mình không hợp nó mình không thấy, Dạ. còn nếu mình hợp nó là thấy á, thấy ngồi lên chân mình đâu có thấy đâu. Là ngồi ở ngay đây Ừ, luôn hả cô? ngồi lên chân mình thấy đâu, dắt chưa là người ta vô đây tụ họp rồi đó, tụ họp vô đây người ta cúng lại rồi đó, ta cúng lại rồi người ta kể chuyện này chuyện kia, hồi xưa hồi xưa làm sao ta kể vậy đó, cái Vong hồn hồn ma đó, hồn nhung linh đó, Dạ. xúm nhau lại vô đây nè, ở ngoài đó cũng đông lắm chứ không phải đồng lòng thấy nó vô rồi á, mình thì đâu có biết nó là ma đâu, tưởng đâu nó là người, mình đã biết nó ma, nó chào mình ngủ đó, bắt đầu nó lên nó mấy hành động mình, nó mấy đè mình đâu Dạ. có làm lỡ nó, mình nằm rồi mình nằm xuống rồi làm gió mát mát mình ngủ rồi, Dạ. nó đè mình cái mình biết nó là ma là mình Phật nó không có buông đâu, dễ gì nó buông. Cái chỗ này có cái giường nè, ngồi nằm trên nó cái bắt đầu lấy cái tay mới câu cái giường mới ngồi dậy. Rồi vậy rồi cái máy thôi không ở chỗ này nữa, đi ra ngoài đó mà tiếp tục nữa. Rồi có thằng tướng đó vô đây nè, nó bạn với thằng cháu bên đây nè. Nó vô nó nhậu với thằng cháu rồi gặp cô nè, cái nó mới xin cô vô thắp nhang. Vô mà tham quan. Cái tôi nói thì vô cái nó biểu cô mở cửa cho nó vô. Cô mở cửa nó vô rồi. Nó nói cô ơi, hồi nãy con đến đây á mà con không thấy cô, rồi con lên đây con thấy rồi, thấy quả tờ cô ơi, hỏi thấy gì, thấy mấy người mà hung linh á, nói chú thấy làm sao, nói tàu ô nhỏ có, bự có, lớn tuổi có, rồi già có, nhóc có trơn. Xin chào, dạ, con xin gửi lời chào cốt ạ. Chào cháu. Dạ, thưa cốt, hồi nãy thì con có đến với ngôi chùa của mình đó cốt. Nha. À, tuy nhiên con đi từ đầu ngôi chùa, cũng như là đi vào hết nguyên cái ngôi chùa luôn. À, tuy nhiên con không thấy một bóng người, cũng như là không thấy một bóng sư cô luôn. À, con hy vọng rằng cốt có thể chia sẻ cho con được biết ngôi chùa này là như thế nào hay không cốt. Ngôi chùa này á, thầy nói ngay đi, hồi nào giờ nó ở chung này nè, ở ngoài không ai biết hết trơn á, mà phải có ai tụng kinh ở đây tụng kinh á, thì có lẽ ở ở người khu mấy người nè ở ngoài người ta biết, người ta tới người ta dự, còn không ai tụng kinh là không ai biết đâu. Cũng như là ngôi chùa mình mà có một người thầy chùa, cũng như là người thầy chùa đó biết tụng kinh rồi á, ở xứ xa người ta mới biết là người ta tới vậy đó. Còn này chùa này ở chung này đừng không ai biết hết trơn á, tại vì chùa này chùa nghèo nữa không ai biết tới nên người ta không chưa có đến, tại vì ta không biết nói gì người ta đến. Như vậy là ngôi chùa của mình là bà đã bỏ hoang như vậy là bao nhiêu năm rồi cô? Cái này nó không phải bỏ hoang, tại vì nó ở chung rừng mà cũng có chùa, cũng có người ở nhà ở đây, cũng như là quê hương xứ sở ở đây nè, là người người ở đây mà người ta ở có nhà riêng ở chứ không phải trong chùa. Rồi sáng lên là thắp nhang, chiều thắp nhang,
cũng dọn dẹp chứ không phải vô quan. Dạ con hiểu rồi, có nghĩa là mình là ở phía bên ngoài chùa, nhưng mà sáng thì mình mở cửa mình quét dọn, quét dọn thắp hương thay nước này kia nọ, dọn dẹp này kia nọ chứ không phải bỏ quan. Dạ vậy đó. Dạ như vậy là cứ quét xong là mình đi về nhà mình tiếp, rồi mình khép cửa chùa lại, khép cửa chùa lại rồi chiều qua làm nữa, qua trả lại rồi quét dọn rồi thắp nhang thắp đuốc nữa vậy đó. Dạ dạ thưa cốt cho con hỏi thăm á, con thì được bà con cũng như là quý vị Phật tử gần xa có giới thiệu cho con á cốt, thì ở ngôi chùa này khá là tâm linh, có nhiều lần hiện ra những cái vong linh đó cốt có thể chia sẻ cho con lúc đó là hiện ở đâu cốt gặp á. Thì xung quanh này nè, xung quanh chùa nè chứ không có đâu xa, ở trước mặt mình nè cũng có nữa, tại vì mình không hợp nó mình không thấy. Dạ. Còn nếu mình hạp nó là thấy á, thấy ngồi lên chân mình đâu có thấy đâu. Là ngồi ở ngay đây luôn á. Ngồi lên chân mình thấy đâu, dắt chưa là người ta vô đây tụ họp rồi đó. Tụ họp vô đây người ta cúng lại rồi đó. Ta cúng lại rồi người ta kể chuyện này, chuyện kia hồi xưa làm sao, ta kể vậy đó. Là những cái hồn ma đó, hồn nhung linh đó. Dạ. Xúng nhau lại vô đây nè. Ở ngoài đó cũng đông lắm chứ không phải đồng lòng. Không biết mà, bà biết bà nhiều, nói mẹ nó cả ngàn người đi. Là cả ngàn vong linh. Cứ 12 giờ trưa. 12 giờ trưa. Là tụ về ngôi chùa này. Rồi ta vô, ta ở mày đó ta vô. Cũng như là chết quan vậy nè. Chết quan ở mày nói mày này vậy nè. Rồi ta tụ họp lại là người ta vô đây nè, người ta người ta cúng lại. Vậy đó. Thì thấy chỗ này nè. Dạ. Như vậy là hôm bữa đó cô Út đang làm gì mà cô Út thấy vậy cô Út? Không có làm gì hết trơn, mình đi lên thắp nhang mình thấy à. Dạ. Lên thắp nhang thấy thầy đứng đây nè. Đứng chân chỗ này nè. Đứng ngay nhà được dọn vậy nè. Dạ. Dưới này nè cô bước lên. Dưới này nè cô bước lên. Bước lên cái cô bước lên vậy nè. Bước lên vậy nè thấy đứng chân chỗ này nè. Bận nguyên đồ sọc. Chàng ơi. Đàn ông. Rồi hồi xưa cái ngôi chùa này chưa có sửa đâu. Hồi xưa hồi chiến tranh Pháp Mỹ nó qua nó phá banh hết trơn, chùa này lớn lắm, ra tới mời đó luôn. Dạ. Rồi cái mấy chặt tre mấy là dựng lên là thờ khúc đây, rồi còn ở khúc này thì các cái nhà đặng nghỉ á, nghỉ mát đó, đặng trưa rồi mình đi bằng cỏ, trưa mình vô cái mình nghỉ trưa, mình nấu cơm ăn này chơi nữa, nghỉ trưa đó. Rồi chừng nào mát mát mình ra mình mằng cỏ tiếp tục. Rồi lúc đó ở chỗ này có bộ giạc. Dạ. Chỗ này có bộ giạc ở với chỗ dinh bự lắm, nhà lá mà bự lắm. Rồi nghĩ là chỗ này bộ giạc nghỉ trưa rồi cái nấu cơm ăn lên ngủ cũng thấy nó nữa. Chàng ơi. Thấy nó vô rồi á, mình thì đâu có biết nó là ma đâu. Tưởng đâu nó là người, mình đã biết nó ma. Nó chào mình ngủ á, bắt đầu nó lên nó mấy hành động mình, nó mấy đè mình đâu có làm lỡ nó, mình nằm rồi nằm xuống rồi làm gió mát mát mình ngủ rồi, nó đè mình. Nó đè mình cái mình biết nó là ma là mình Phật nó không có buông đâu. Dễ gì nó không? Cái chỗ này có cái giường nè, ngồi nằm trên đó cái bắt đầu lấy cái tay mới câu cái giường mới ngồi vậy. Rồi vậy rồi cái máy thôi không ở chỗ này nữa, đi ra ngoài đó mà tiếp tục nữa. Tới 4 giờ mới vô thắp nhang rồi xong rồi về chứ không dám ở. Cũng hơi sợ. Như vậy là hồi xưa là ngay chỗ nữa cô đang đứng là một cái giường. Nhóc ở trên rồi tôi nói dữ lắm. Tôi nói vô hả là sáng trưa chiều cũng vô đây hết trơn nè. Vô đây là người ta nghỉ mát nè. Nghỉ mát rồi ta tụ họp lại người ta nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ vậy đó. Dạ. Cũng như vậy mấy bà già ông cả rồi đó xúm nhau rồi nói chuyện này chuyện kia vậy nè. Khá là sợ. Đó thưa cô Út, ngày xưa là ngay tại cái ngôi chùa này cô Út, là có Phật tử nào mà bị thấy nữa không cô Út, ngoài cô Út ra cô Út? Có chứ không, mở ở đây nè, mới là tháng 5 mình nè. Dạ. Tháng 5 mình nè, mới đằng ràng đây chứ đâu. Tháng 5 mình, hôm nay tháng 7 là mấy tháng đâu. Dạ.
Rồi có thằng tướng đó vô đây nè, nó bạn với thằng cháu bên đây nè, nó vô nó nhậu với thằng cháu rồi gặp cô nè, cái nó mới xin cô vô thắp nhang, vô mà tham quan. Cái tôi nói thì vô cái nó biểu cô mở cửa cho nó vô, cô mở cửa nó vô rồi nó nói cô ơi, hồi nãy con đến đây á mà con không thấy cô, rồi con lên đây con thấy rồi, thấy quả tờ cô ơi. Hỏi thấy gì? Thấy mấy người mà hung linh á. Nói chú thấy làm sao? Nói tàu ô nhỏ có, bự có, lớn tuổi có, rồi già có, nhóc có trơn. Rồi nó còn biểu cô nấu cơm cúng cho người ta ăn nữa. Cô nói chung bụng, cô nói thôi nó là ma, mình cúng cho nó ăn riết nó quen rồi nó vô phá mình. Dạ. Đó. Rồi có rằm á thì cô cũng cúng cơm cúng đồ ăn đó, rồi nó lỡ nó ăn rồi thì ăn rồi nó đi đi, chứ mình ngày nào mình cúng nó hết á rồi nó phá mình á, nó là ma là quỷ, nó phá mình dữ lắm. Dạ. Nó theo đồ ăn không, mình không cho nó ăn, nó theo nó phá mình á, cho mình bị cái này bị kia đó. À như vậy là từ xưa đến nay những nó không chịu đầu thai đó, không chịu đầu thai. Mấy người đó không chịu đầu thai là ta ở quẩn quẩn đây không. Nhưng mà đặc biệt cái là từ đó tới giờ là cố không cho họ ăn. Không, có cúng cơm bữa thì nó ăn làm chứ cô bưng ra mày rừng cô cúng làm gì cô. Ta kêu mình bưng cúng mà rừng á. Dạ. Để cho nó ăn đi, mà nói nó là ma mình cúng nó riết rồi nó ăn rồi nó quen á, mà mình không cúng một bữa đi rồi theo nó đòi chịu không nổi đó. Đúng rồi, con cũng có nghe theo, nói cái câu đó. Rồi nó theo nó tấn công mình nữa, nó tấn công mình, nó hại mình đủ thứ hết. Kêu là mình cho nó ăn thì nó sẽ ăn quen. Nó ăn nó sẽ không ăn có quen. Là nó kiếm chuyện liền. Đó. Rồi tôi nói bây giờ nè, mấy cháu mà nhẹ bốn vía đi, cháu mày đó bước vô lên thiền thôi, khỏi vô tới đây là cháu thấy rồi. Yeah. Dữ lắm chứ không hèn phải gì, hồi nãy cô biết sao không? Khi mà cô ở ngoài á, rồi con mới đi vô á, là con tự nhiên da gà con nó dựng dựng mà đúng rồi nó đó, lạnh sống lưng. Nó như lạnh lạnh nó như giận ốc lên vậy đó. Yeah. Rồi cái mình đừng có tưởng tới thôi, mình tự nhiên mình đi vô đi, vô đi mình đừng tưởng tưởng gì chăng, là từ từ cái lòng của mình ấm lại. Dạ. Ấm lại rồi cái mình hết nổi da gà. Dạ, bởi vì con sợ khi mà vừa bước vô là con thấy lạnh sống lưng rồi. Con lại bàn phật liền. Bây giờ nè, không tin đi, ngủ đi, tối thấy liền, nó đuổi á, không cho ngủ á. Là có ai bị đuổi chưa cô? Có cho không, đuổi người ta năn nỉ, ta xin đó. Dạ. Người ta xuống, người ta kêu tôi, kêu cô, nói là chị ơi chị, em xin ngủ mà em ngủ đêm nay em chị em lợi nhà đây em xin chị ngủ rồi mà em thấy người ta lợi người ta đuổi em quá à. Hỏi ai? Mấy người mà khuất mặt á. Cái tôi nói anh lên chở anh đi, rồi anh thắp nhang anh giái người ta đi rồi người ta cho anh ngủ à. Cái tôi nói chị lên chị giái chị xin giùm em đi, cô lên cô giái đó. Cô nói nó anh ta đi lỡ đường thôi, bà con cô bác anh chị rồi con cháu ở đây á có linh thiêng á, cho người ta xin ngủ đi, người ta đi mang công quả chứ không có người ta đi làm gì đâu, cho người ta ngủ đi, đừng có đuổi người ta tội nghiệp người ta, cái nghỉ luôn đó. Dạ. Cô lên cô giái cô năn nỉ đó hết đó. Như vậy là quý vị Phật tử đó là tính nhờ là ngủ lại một đêm. Ngủ tự nhiên ta mằng công quả trên chuột điện này, ta xuống đây tôi ngủ 2-3 đêm nặng. Dạ. Rồi tới là tháng là lễ 12, tới lễ tới tháng 12, tới ngày 12 á, 12 rồi sáng 12 cái bắt đầu ta cúng ta đi rồi, ta đâu có ở lại đây nữa. Dạ. Ta ngủ đây, ta xin ngủ đây 2-3 đêm thôi. Cũng như là 2-3 đêm ta đi buổi mùng 10, đi mùng 10, đi 11. Rồi sáng 12 ta mới đi, người ta cúng rồi người ta đi. Dạ. Vậy đó. Nhưng mà ngủ tới nửa đêm là bắt đầu là bị không, đuổi không liền. Không có nửa đêm đâu, tối là cỡ 10 giờ, 9-10 giờ rồi nó đuổi đó. Chàng ơi. Đuổi ghê lắm, nó không cho mình ở đâu. Nó. Dạ. Rồi khá nói là đó. Tâm linh luôn cố ơi. Ừ. Vậy là nhiều người bị đuổi lắm hay cũng ha? Nhiều người đuổi á, cô lên năn nỉ người ta, năn nỉ mấy người mà mấy người phất mặt người ta mới thôi đó.
tao đuổi đó, tao cho ở đâu. Dạ, có thể là do cô Út là người chăm sóc ngôi chùa, cho nên họ quen với cô Út rồi. Quen rồi. Cô Út có cái tiếng nói, có cái tiếng nói với họ, họ nghe. Có khi hồi đó cô chưa cắt nhà này, nhà đó nhà của cô đó, phải nhà của thằng kia. Rồi hồi đó là cô dừng bằng vách lá không à, chứ không phải vách thiết. Rồi cô bệnh á, cô không có lên thắp nhang được, nó lợi kêu, nó kêu tên mình đúng nha, kêu lên thắp nhang đó. Cái đó tôi bệnh, tôi thắp nhang không được, cho tôi nghỉ bữa đi, rồi ngày mơ tôi khỏe, tôi thắp nấy. Đi lên thắp đi là hết bệnh à, vậy á. Sợ dữ vậy cô? Rồi cô thấy vậy thôi, đi lên cô cũng, nó không cho mình sợ nó đâu. Nó không cho mình sợ nó, mình sợ nó rồi, mình đâu có dám lên. Cho đi cô lên cái cô thắp nhang, cái tự nhiên cô hết bệnh luôn à. Nhưng mà nói dằn dẫn vô lỗ tai cũng luôn. Lỡ nó kêu, nó kêu tên họ mình luôn á. Nó kêu mình á, lên sau mà giờ này không lên thắp nhang. Tôi nói, trời ơi, mấy ông ơi, con bệnh rồi, con đi lên thắp nhang có được. Con bệnh, lên thắp nhang đi, lên đi rồi hết bệnh à. Nói vậy đó. Rồi cái cô thấy vậy kêu hoài thôi, cô đi lên cái tự nhiên lên chưa thắp nhang là hết bệnh á. Bước lên ngôi chùa này là hết bệnh. Cô nhắc đến cô bệnh gì cô? Bị sốt đó, nóng lạnh rồi rồi mình đi thắp nhang không được đó, nó bị mệt á, sốt rồi cái nọ mệt á, thắp nhang không được đó. Rồi như bệnh nó hành mình đi không nổi. Đi không nổi thì cái người ta mệt biển mình đi lên, tôi nói đi lên đi là hết đau thì tin. Lên chưa có thắp nhang, bước lên đây là bắt đầu hết đau liền à. Quá màu nhiệm luôn. Đó. Sợ quá. Nó như vậy đó. Dạ thưa cô Út cho con hỏi thăm á, là từ xưa đến giờ á, cô Út là người chăm sóc ngôi chùa á, thì cô Út đã từng bắt gặp những vong linh này bao nhiêu lần rồi cô Út? Ơi, thì hồi xưa thì cũng gặp hoài chứ gì. Bây giờ thì cũng còn gặp mà ít. Hồi xưa nó linh lắm. Hồi bây xưa giờ, là thường xuyên luôn. Bây giờ cũng linh nữa mà không bằng hồi xưa, mà có người hạp á là bắt đầu thấy liền, nói chuyện với mình liền đó. Chàng ơi. Họ có thể nói chuyện cho cô Út nghe luôn. Nói chuyện với mình luôn. Cô có thể kể lại bữa đó nói như thế nào cho con được biết không cô Út? Thì nó nói cũng như là nó là ở đây, đây là nó ở đây hồi nào giờ, nó nói là cái ngôi chùa này cũng nó rồi. Dạ. Nó nói cái ngôi chùa này cũng như là cũng nó, cũng mình cũng như của nó rồi. Thì mình lên nó cũng nói chuyện rồi này kia nọ đó, nó nói gì đó. Rồi nó không, nó hỏi thăm mà sức khỏe mình này kia cái nọ, rồi hỏi mình nghĩ là mằng ăn vậy làm sao cái nọ. Mình nói trời ơi, mấy ông mấy bà ơi, con bệnh đau hoài, con không mằng gì nói chân á. Thì con á, thì có tình nguyện con gái á, độ cho con á, đừng có bệnh. Thằng con thắp nhang thắp đuốc vậy thôi, quét dọn vậy thôi, chứ con không có mặn gì nói chân á. Cứ nói, nó nói yên tâm đi, ở đây đi, rồi yên tâm ở đây đi, tụi tôi á sẽ độ cô cho cô hết bệnh, không cho cô mạnh giỏi nặng cô thắp nhang. Nó nói vậy. Chàng ơi, như vậy là họ khiến cho cô nghe được cái lời nói của họ luôn. Người ta khiến cho mình nghe lời nói của người ta luôn. Ta nói là ở đây cô nói là chị á, người ta già mà kêu mình chị, tôi nói thôi kêu tôi bằng con cháu được rồi. Người ta nói thấy tôi vậy chứ tôi còn nhỏ, nói vậy. Mấy người đó nói vậy. Thì ở đây không bằng gì được thì lên thắp nhang dọn dẹp đi, rồi cha sẽ độ cho mình mạnh giỏi vậy đó. Wow. Thì mấy cái vong linh mà kêu cô mà lên thắp nhang là phù hộ là cô hết bệnh, mà cái cách mà ta kêu lên là cặp cô sốt đó, tới bây giờ là cô không có bệnh hoại gì luôn hả cô? Cũng có mà bệnh, mà bệnh ít nhẹ, nhẹ thôi chứ không có nặng như lúc đó. Cô cho con hỏi là thường thường ta nói là đa số những cái phần vong mà vô chùa thấy hình Phật thì họ sẽ không vô được, mà tại sao mà ngôi chùa của mình mà những cái vong mà vô cái chùa mà có hình Phật cái gì tướng quan thánh rồi được là nói sao? Ngay đi, cái mấy người này á là bây giờ gặp Phật bây giờ cũng hết sợ rồi. Bây giờ Phật bây giờ nó cũng đeo chân Phật nữa. Chàng ơi, gặp Phật nó cũng đeo Phật nữa, đeo vô Phật luôn nè. Mấy người mà tôi nói với cô nói với mấy cháu đi, mấy cháu mà hen nhẹ bốn vía mà hạp nó hen, cháu yêu cầu cháu bước vô thắp nhang đi, nó đỡ, nó bù đèn cháu chân vậy nè, chân vanh vậy nè, nó không cho cháu đi.
đó. Rồi nhóm nói nha, chánh ra cho tôi thắp nhang á, cái bắt đầu nó mới chánh ra cho mình thắp nhang. Nó tôi vô đây nè, bằng đêm vô đây nghe kinh kệ mà không ai tụng kinh hết trơn á. Rồi giấc trưa nè, giấc trưa 12 giờ là bắt đầu vô đây đông rồi đó. Vô đó, vô ở trước đó đó. Ở ngoài trước nào cô? Ở chỗ mẹ Quan Âm với ra ngoài chỗ cái nhà cái miễu Tân Hoàng đó. Cô thấy luôn. Dạ. Ừ. Đông thèo thèo ngoài đó đó. Tôi cô thì nói ngày cô cũng ít thấy nó lắm. Cũng thấy cũng lâu lâu cũng thấy một lần, cũng không ít thấy, không phải thấy hoài. Có cái thằng bạn thằng này nè, nó vô nó nói á, quá trời rồi cô ơi, tao đông quá đông à. Quá hồi đó chiến tranh ở đây bộ chết chứ lắm hả con? Ừ đúng rồi, chết chứ lắm. Chết rồi không có, rồi đâu có biết chỗ nào đâu. Ta chôn rồi lâu năm quá, rồi gia đình đâu có biết đâu, người ta đi lỡ kiếm. Rồi từ từ nó thành mã quan luôn vậy nè. Dạ. Mà mưa rồi nó trôi đó, rồi nó lài hết rồi, mình đâu có biết. Dạ. Má mồ đâu. Rồi dùng hồi đó chưa có cô nữa. Dạ. Ừ, hồi đó chưa có cô nữa. Cái chùa này nó là cũng trăm mấy năm rồi đó, chứ không phải mà mới đây đâu. Dạ, trăm mấy năm á. Như vậy là hồi xưa ở đây nhiều người mất lắm hả cô? Nhiều người lắm, nó phá hoại mà người ta chết là bỏ bom với ba bỏ bom đó, người ta chết rồi cầu hô biết bao nhiêu nói chèn người. Ừ, chết chú lắm. Dạ. Ừ. Chết là cái lượt mà giống là bệnh bót nó qua nó giết. Ừ, như bệnh bót nó qua nó giết người á, bệnh bót nó ra nó qua giết người thì nó giết mình, nó thịt chết thì mình nằm thấp lớp, còn này chết nó nằm lả trơn ngoài này nha. Dạ. Sợ nằm á, nằm lả trơn á, còn bốn bót qua nó đập đầu chỉ là nó nằm thấp lớp nè, còn ở ngoài đó hả thôi nằm lả trơn chết á, biết bao nhiêu nói. Dạ, thấy ghê quá cô. Ừ. Con nghe cô Út diễn tả con mấy cũng hơi vậy? sợ. Ghê lắm. Dạ. Có lần nào mà cô Út nhìn rõ được cái gương mặt của vong linh luôn không cô? Biết chứ, mình nhìn nó như hệt mình vậy nè. Dạ. Nó như hệt mình luôn nhá. Nó tưởng tượng như hệt mình luôn. Chàng ơi. Ừ. Cứ như cháu gặp cô gặp cháu vậy đây. Dạ. Rồi cô đi lên ha, cô gặp cái con ma như hệt cô cháu vậy đó. Dạ. Nó biến ra như hệt người quen mình vậy đó. Người mình luôn, nói chuyện với mình luôn. Như cũng như là một người bình thường. Ừ, như bình thường vậy đó. Chàng ơi. Ừ. Mà đứng thôi chứ không có đi qua, không có ấy ngàn, không có đi tới, không như nhất ngàn. Đứng thôi là đúng mình gì? Bước lên là mình thấy là mình biết nó là ma. Dạ. Biết là ma rồi, không dám, nó không nói. Có khi nào mà cô Út bị nhầm người thiệt với người giả không cô Út? Có khi nào cô Út biết chứ sao không? Cô biết cái con ma nó hiện ra, nó hiện ra rồi, nó giống mình phải không? Dạ. Là mình đi lên mình nhìn nó là cháu thấy đi, người mình á mình đâu có láo táo, còn con ma con mắt nó láo liền đó là dạ. con mới biết là con ma đó. Mình bước lên mình thấy nó hiện ra cái người quen nghe cô diễn tả rồi nói với gà hết trơn rồi. Nó lên nó hiện ra là người mình, mà mình nói chuyện nó một lát hả mắt nó láo táo vậy nè, mắt nó láo táo á, nó nhìn mình ha, nhìn mình cái mình nhìn nó là cái nó dòm cho khác. Dạ. Nó không dòm mình nữa, nó sợ mình biết nó, là tại vì cô biết ma với người là cô biết hết trơn. Dạ, dạ thưa cô, thì nhân dịp trong ngày hôm nay á, con có ghé thăm chùa mình nữa cô. Cô có thể dẫn con đi tham quan sơ một vòng và giới thiệu về ngôi chùa luôn không cô? Có nghĩa là ở đây là bàn thờ gì vậy cô? Cái này là cửu quyền. Dạ rồi, đây là bàn thờ cửu quyền. Bàn thờ cửu quyền. Dạ, còn bàn thờ này á thì xây để đây là mình cúng mấy cái người chết quan này nè, cho người ta ăn. À, như vậy là có một bàn thờ dành cho những người chết quan ở đây. Chết quan. Cái dòng chết quan đó. Dạ. Còn đây là hộ tổ. Hậu tổ là sao cô? Hộ tổ là cái ông này nè. Cái ông này nè, hồi xưa đó, ông cắt cái ngôi chùa này. Rồi ông mấy nhà ông á, quê ông á, Vĩnh Long á. Dạ. Ông lên đây ông cắt ngôi chùa này. Cái chừng mà ông đi về Vĩnh Long á, ông chết rồi. Cái bà Mười á, mới thờ ở đây nè, mới để ông là hộ tổ.
Dạ, Ở kêu hậu là tổ. hậu tổ Hậu tổ. là người thành lập nên ngôi chùa này. Ừ, đó. là ngôi chùa mình có tên là chùa gì cốt? Chùa mình Tam Bích Tự. Tam Thế Tự. Tam Thế Tự. Và Ừ. bàn thờ của hậu hậu tổ. Bằng thờ hổ tổ, kêu hổ tổ. Cái này là Phật Thích Ca. Đó. Phật Thích Ca. Đây là ngôi Tam Bảo hay cúng ha? Ngôi Tam Bảo. Dạ, ở trên thì con thấy có ngài A Di Đà. Còn cái bằng cái ông này là giữ nè, giữ á, giữ Dạ. giữ giữ đó ông này nè, ông này ông hùng lắm, ông Dạ, giữ kêu là hộ pháp hay cúng ha? hộ pháp đó. Là người giữ. Nhưng mà khá là đặc biệt là nó nằm đây để tượng trưng cho cái gì vậy cô? Cái này nước nước là mình trước khi mình thay nước, mình múc nước này lên, mình thay nước, mình cúng nước nè. Cái này Dạ. nè, nước là nước này mình để cúng. Còn nước ở chung đó đó, chừng nào mình đi thay mình để vô chung cái ca, mình đổ vô ca rồi xong hết rồi mình đem ra đó mình tưới bông. Dạ. À, còn nước này nè mình lấy ra mình mới để vô chung đó lại mình cúng. À, kêu là nước cúng Phật là để Ừ, riêng cho nước cúng ha. nước cúng Phật để riêng chứ không có để là uống để uống chung với mình được. Dạ. Đó, cô hứng nước hai ba khạp đó để cúng trên này không đó. Dạ. Ừ. Ở đây khá là gió hay cúng ha. Gió bữa nay chuyển mưa nè. Dạ, còn ngoài này là mẹ Quan Âm hay cúng Mẹ ha. Quan Âm Dạ, là từ đó. hồi xưa cốt lại giữ là có luôn hả cốt? Cái này cô lớn lên là có cái ngôi chùa này, lúc đó là lúc đó xây cắt lớn đó thì cô chưa có, rồi sau này cô lớn lên rồi cô lớn lên là ngôi chùa này sập hư hết rồi, bà Mười bà sửa lại là cô có rồi. Cái chùa Dạ. này là lúc sửa đó là lỡ đó Út, cô thấy là rồi 25 tuổi rồi, 25 Dạ. tuổi là bà Mười người ta cho tiền cho bạc, ta mua đồ đem lại cho bà Mười làm nè, xây Dạ. lại cho kính lại. Dạ thức. 25 tuổi rồi, tới giờ là cô là năm mấy tuổi rồi. Dạ thưa cô, con thấy ở xéo một bên thì có một cái ngôi miếu. Ngôi miếu đó là miếu gì Miếu cô? này miếu thổ địa thổ thần gì nè, ai biết đâu nói. Dạ. Cái nào ông ăn tài linh lắm à. Linh nó hả cô? Linh lắm á, ta nói cái chỗ này linh lắm á. Dạ. Sao mà lên nước Cũng chết? như thổ địa thổ thần đó là người ta con mà cháu mắc cái gì ha, mà bị lạc cái gì là cháu gái là có liền, gặp liền. Dạ. Cầu nguyện ổng là trả Cầu lại nguyện vị trí cũ liền hay cũng ha. là mấy ông cho mình thấy liền à, Dạ. mà ông dốt chơi Dạ. nó. Dạ thưa cô, còn đây là ngôi ngôi miếu gì vậy cô? Ngôi miếu này là miếu Tung Hoàng. Dạ. Miếu Tung Hoàng này là miếu này lớn, chùa nào cũng phải có miếu này hết, phải có các cái miếu này là mới được, không có miếu này là không được. Lý do sao cô muốn tới Là cho cái cái miếu ngôi miếu? này là nó quan trọng lắm, mình các cái miếu này tốt lắm rồi, mấy người mấy ông lớn lớn ta vô đây nè, ta tham quan hoài à. Cái miếu Tam Hoàng này là mấy người lớn ta ở. Dạ. Con thấy ở đây có ba tấm chân đỏ hay cúng ha, kêu là Tam Hoàng hay cúng ha. Về Tam Hoàng đó, Còn ở dưới đây có chiếc chiếu sẵn luôn hả cúng? chỉ chiếu sẵn mình lót mình cúng lại nè để Dạ. mà này luôn. Cô có cũng làm nhiệm vụ cúng lại ở đây luôn. Cô thì nói ngay cúng thôi chứ không có lại, có gầm cô lại chứ ngày thường hốt lại lắm, để đây cho mấy người người ta vô đây người ta tham quan người ta nghỉ ngơi thì kệ đi, lót cái chiếu đi. Dạ thưa cốt cốt cho con hỏi thăm như vậy là ngôi chùa mình là không có sư là bao nhiêu năm rồi cốt? Lâu rồi, hồi chiến tranh tới giờ đó. Dạ. Đâu có sư có gì đâu, không có thầy chùa tụng kinh gì đâu, Dạ còn cô Út là chỉ làm công quả thôi. công quả thôi à, làm công quả thôi chứ cô đâu có biết chữ đâu, Dạ. tụng Quý quá. kinh Ngoài cô Út ra còn ai là người quét dọn chùa nữa không cô Út? không có ai đâu. Nếu mà con cũng đầu cũng chết rồi, con nói gái á, ông bà chờ Phật cho cô mạnh giỏi hoài đi, cô nói thắp nhang, nếu mà cô mất rồi cái ngôi chùa này không ai thắp hết trơn, không ai thắp nhang hết Dạ. trơn.
thì lúc đó là phải bỏ quan rồi. Dạ, lúc đó mới gọi là bỏ quan đó. Dạ, bỏ quan rồi, có ai đâu ngó ngàng tới. Cô ở đây thì cô dọn dẹp này kia nọ, rồi cúng là tiếng này kia nọ thì cô lo này kia nọ. Rồi cô mất rồi không ai lo đâu. Dạ. Khổ lắm. Dạ, có nghĩa là ngôi chùa mình là hoàn toàn không có một sư nào hết. Người ta nói sau này nè, sau này cái ngôi chùa này sao lại người có người là ở. Cô cũng niệm Phật giấy gian ngày đêm hoài à. Nói ai muốn là ở thì cô cũng cho ở. Mà con cái bệnh đau thì lo nghe, cô không có tiền cô lo. Dạ. Đó. Rồi đó anh ruột của cô nói đất đó muốn trồng cải, trồng rau gì, trồng ăn đi. Ổng không có nói gì đâu. Nó thì làm công quả, ở đây làm công quả thì ổng cũng chấp nhận làm công quả. Thì cắt cát đó, thì trồng rau rác thì trồng ăn đi. Rồi còn bệnh đau thì lo ơn chứ không có ai. Quý, quý cô Út quá. Dạ thưa cô Út, như vậy thì cô Út quét dọn chùa rồi cô Út có đi làm công việc ngoài để kiếm thêm được không cô Út? Cô thì nói với cháu ngay, cô không có làm gì, gì kiếm thêm gì được hết trơn. Cô cũng bệnh đau đâu, cô cũng bằng gì nổi đâu. Dạ. Dạ thưa cô Út, thì cũng nhân dịp trong ngày hôm nay con có tình cờ đi ngang cũng như là ghé thăm chùa của mình. Thì con xin gửi cho cô Út cúng dường cho chùa một ít để mà tiền gọi là nhang đèn nghe cô Út ha. Cô sẽ cảm ơn cháu nhiều. Dạ. Với cô bác anh chị xứ xa mạnh giỏi rồi độ cho cháu đi theo đi đường cũng cẩn thận. Rồi mạnh giỏi thì lâu lâu rồi có nhớ rồi ghé đây thăm rồi thôi chứ. Dạ, không thật. Vui vẻ thôi à, chứ cô giờ không biết nói sao giờ. Dạ rồi, con nguyện cầu chúc cho cô Út luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và bình an mỗi ngày để còn làm cái công việc gọi là công quả cho chùa. Dạ rồi, con xin chào cô Út. Dạ.